chào tất cả các bạn. Hôm nay đệ sẽ phân biệt giữa con chăn gấm và con kiến là mũi. Đây đệ có một vẽ một có một tấm da giấy nè. Đệ có vẽ một tấm giấy. Đây là con có hai loại chăn ở tại vì có mặt tại Việt Nam. Đây là chăn gấm. Đây là chăn gấm. Còn đây là con chăn đất. Đây là chăn đất nè. Chăn đất. Đây là chăn đất. Đất nha. Tôi chăn được một. Đây con chăn đất. Đầu tiên để xem. Bảy chữ con chấm nha nhận cho nó xíu đi lại không bẹt giữa hai con. Giữa hai con đây là thứ phân biệt giữa hai con. Ở đây đó, con đầu tiên là con chăn gấm. Con chăn gấm nè, chăn gấm mà là loài chăn. Loài chăn có một cái màu sắc rất là đẹp. Chăn gấm thường có màu vàng, có màu vàng trong suốt mà được từ con người nhận ra, nhưng họ lại đặt tên cho nó là chăn gấm. Chăn gấm, con chăn gấm nó sẽ có một cái màu sắc rất là sáng và có màu rất là giống cầu vồng luôn. Các bạn xem ạ, con chăn gấm này nó có một cái màu rất là sáng, màu rất giống như là cầu vồng luôn. Chăn gấm này, chăn gấm phần đầu chăn gấm mà nó có hai cái nút nhìn như này, hai nút nha. Còn con như là con chăn đất. Con chăn đất là nó có sẽ có một cái đường bông vuông vuông vậy. Chăn đất là nó sẽ có một cái đường bông vuông hơn. Chăn đất à, chăn đất nó sẽ có đường bông rất là vuông luôn. Còn chăn gấm là vuông bông nè. Chăn đất á, thì cái bông á, nó sẽ vuông hơn. Để sẽ chỉ cái đầu á, để sẽ chỉ cái đầu. Cái đầu con chăn đất á, thì nó sẽ có một cái đường cổ dài trên đây. Cái đầu con chăn đất á, nó sẽ có một cái đường cổ dài nha. Con chăn đất á, thường nó sẽ có chăn đất thì sẽ có màu đen, màu vàng, màu nâu nữa. Thường là chăn đất á, nó có ba màu. Thường con chăn đất á, có ba màu. Thường là cũng có con chăn đất màu đen, mà chăn đất màu đen thì hơn ta không thấy được. Chăn đất nè, con chăn đất nè, để xuôi khác nào rồi tự động cho các bạn xem nè. Cái đầu chăn đất nè, khi mà bạn cầm con chăn đất này á, con chăn đất nó sẽ có hai cái nanh trên đây. Chăn đất có thể có hai cái nanh nhọn, mà nanh nhỏ. Con chăn đất nè nó sẽ có hai cái nanh nhỏ. Mình con chăn đất, thường con chăn đất á, nó có hai lỗ bự và là bốn lỗ nhỏ. Chăn đất bình thường, chăn đất là nó có hai lỗ bự và là bốn lỗ nhỏ trên đây. Đây là chăn đất. Chăn gấm là chăn gấm nè. Con chăn gấm á, thì nó sẽ có bốn chiếc hàm trên đây. Xem cái con chăn đất á, nó sẽ có bốn chiếc hàm trên đây và tám chiếc răng trên. Trên chăn đó gấm á, dưới thì nó cũng sẽ có răng luôn. Răng mà hai hàm dưới. Và con chăn gấm và chăn đất. Còn cái con chăn đất á, thì nó sẽ nhiều bông hơn. Chăn đất á, sẽ nhiều bông hơn. Còn con chăn gấm á, thì nó sẽ dài mắt võng. Và xem cái con chăn gấm á, thì nó sẽ có một cái đường dài có mắt võng luôn. Còn cái con chăn gấm nè, nó sẽ có một cái đường mắt võng rất là dài. Chăn đất á, có tên gọi là chăn
gấm, chăn gấm có tên gọi là chăn mắt võng, thì là cái con chăn gấm đó, nó sẽ có một cái đường mắt võng dài dài hơn dày như vậy nha. Con chăn đó, chăn gấm đó thì nó sẽ có, nó có hai lỗ mũi, hai lỗ mũi chính và ba lỗ lỗ phía sau. Rồi con chăn gấm đó là nó có hai lỗ mũi chính và bảy lỗ hấp thụ xung quanh. Chăn gấm đó nó sẽ có hai lỗ chính, bảy lỗ hấp thụ xung quanh nè. Đây là chăn đất nè. Còn cái con chăn đất á, nó sẽ có hai lỗ bự và bốn lỗ nhỏ hấp thụ xuống đây. Con chăn đất nó sẽ có hai lỗ bự và bốn lỗ nhỏ hấp thụ đây à. Con chăn đất á, con chăn đất á thì nó sẽ có ba màu thôi. Còn chăn gấm á thì nó sẽ có hai màu. Là xem, còn cái con chăn gấm á thì nó sẽ có hai màu. Chăn gấm nó sẽ có hai màu. Còn cái con chăn gấm á thì cái đầu của nó màu vàng. Chăn gấm có đầu màu vàng mà con chăn gấm á thì cái mình nó lại có màu xám, lại là nó cũng có màu màu cam luôn. Còn cái con chăn gấm á thì cái đầu nó sẽ có màu vàng, còn cái mình con chăn gấm á thì nó lại có màu xám nâu, lại là nó có màu cam luôn. Còn mấy cái lưng chăn gấm á thì màu cam, còn cái bụng mà bụng lấy lá keo thì xám xám nâu. Con chăn gấm nè, con chăn gấm á thì nó sẽ có một cái đường đường bông bông dài dày. Chăn đó gấm á thì nó sẽ có một cái đường bông dài dày, mà chăn gấm là cái da nó sẽ vàng, cũng sẽ vàng hơn vậy. Xem mà con chăn gấm á thì cái đường bông dài, cái đề dài mới đều không có đều. Còn con chăn đất á thì cái đường bông nó sẽ đều hơn. Xem mà cái con chăn đất á thì nó sẽ đều bông hơn. Còn chăn gấm á thì nó không có đều bông như con chăn đất. Còn con đất là nó mới đều bông hơn, đều bông hơn nhé. Con chân gấm là nó thì cũng không có đều bông mà được bông dài. Chân gấm nè, con chân gấm là cái phần bụng nó sẽ hở ra. Con xem là cái con chân gấm á thì nó bụng nó bự hơn. Xem cái con chân gấm á thì cái bụng nó bự hơn. Con chăn chăn đất á thì cái bụng nó sẽ nhỏ hơn. Con xem là cái con chăn đất á thì cứ nó sẽ nhỏ, bụng nó nhỏ thôi. Rồi xem cái con chăn đất chăn gấm á thì cái bụng nó sẽ ẩn vậy, nó hở bự ra. Còn con chăn đất á thì nó ép sát vô mình mà cái bụng nó nhỏ hơn. Con chăn đất nè, bình thường là con chăn gấm á nó sẽ dài hơn. Chăn gấm là nó dài là khoảng là 10 mét. Chăn gấm á nó sẽ dài khoảng 10 mét, còn con chăn đất á thì nó sẽ dài là 6 mét. Còn con chăn đất á thì nó sẽ dài là 6 mét lận. Bình thường là con chăn đất á nó sẽ mập hơn. Thường cái này xem mà. Thường là con chăn đất á nó sẽ mập hơn. Còn con chăn gấm á thì nó sẽ mảnh mai hơn. Còn xem mà. Cái con chăn gấm á thì nó sẽ mảnh mai hơn vậy. Còn con chăn chăn đất á thì nó sẽ mập hơn. Chăn gấm là bụng nó hơi béo chút thôi. Chăn gấm nè, các bạn xem nè, chăn gấm là cái bụng nó hơi béo, còn chăn gấm á thì cứ nó bụng nó mảnh mai hơn. Các bạn xem nè, chăn đất gấm á thì cũng những cái lưng bông này nó sẽ mảnh, cái lưng chăn gấm thì cũng mảnh mai luôn, còn cái lưng chăn đất á thì nó sẽ béo và nó ẩn nha. Chăn đất á, gấm á thì nó sẽ ép sát vô mình mảnh mai. Nói gì con mắt. Mắt của nó. Còn cái con chăn đất á thì có mắt, mắt nó màu đen. Còn con chăn đất á thì có mắt nó màu đen. Còn con chăn chăn gấm á thì có mắt nó màu 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 cam. Còn con chăn gấm á thì có mắt nó sẽ màu cam. Còn con chăn đất á thì có mắt nó màu đen à. Bạn xem nè. Cái con chăn đất á thì có mắt nó sẽ màu đen, còn con chăn gấm đó thì có mắt nó màu cam. Xem mà thấy rõ ràng luôn. Bình thường là con chăn gấm đó, mắt nó cam hơn, con chăn đất có là mắt nó đen hơn. Đen hơn nè. Này còn cái con chăn gấm là nó có một cái đường giữa ở ngay đây. Gấm đó, nó sẽ có cái đường giữa trên đầu nè. Còn con chăn gấm
con trăng gấm á, thì nó sẽ có một cái đường giữa ở trên đầu, còn con trăng đất á, thì nó không có đường giữa trên đầu mà lại có cái đường 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 bự thôi. Mà xem mà cái con trăng đất á, thì nó không có đường giữa trên đầu, mà con trăng đất á, thì cái đường nó sẽ có mà cái đường dài trên trên đầu mà nó bự ra. Cổ á, thì nó cũng có đường dài luôn, còn trăng gấm á, thì cái đường dài và đường nhỏ. Nó hơn nha. Còn con trăng gấm nè, gấm mấy cái bông bông nó rất là giống con trăng anaconda luôn. Con trăng đất nó không phải là anaconda, bình thường là cái con trăng đất á, mình nó mấy cái mình đông rất là giống con anaconda luôn nè. Mà xem mà cái clip trên YouTube đã có coi rồi, mà con trăng đất á, thì cái bông nó rất là giống con anaconda, mà con anaconda á, thì cái bông nó tròn hơn. Con trăng đất nè, mắt đường này nó cũng có mấy cái đường tròn này giống y chang anaconda luôn. Mà con trăng anaconda thì nó chỉ có hai lỗ mũi thôi. Con trăng đất này nó có sáu sáu lỗ. Con trăng đất á thì nó có sáu lỗ nè. Còn con trăng anaconda thì nó chỉ có hai lỗ thôi. Còn con trăng anaconda nó chỉ có hai lỗ thôi. Còn cái trăng đất này nó có sáu lỗ. Còn cái con trăng gấm á thì nó sẽ có gấm á thì nó sẽ có chín lỗ. Bạn xem cái con trăng gấm nó sẽ có chín lỗ vậy. Rồi giờ thấy cái càng cái con trăng gấm á nó sẽ có chín lỗ đây. Gấm nó sẽ có chín cái lỗ này ở đây nè. Còn cái con trăng đất á thì nó sẽ có sáu lỗ. Nó có sáu lỗ này, bình thường anaconda thì nó chỉ có hai lỗ thôi. Còn trăng gấm nè nó có chín lỗ, còn trăng đất thì sáu lỗ. Vậy cái phân biệt của mắt. Còn có mắt con trăng gấm á là nó có hai cái đường đường kéo xuống. Mắt con trăng đất á thì nó sẽ có hai cái đường kéo xuống, còn mắt con trăng gấm đó thì nó sẽ có một đường thôi. Các bạn xem nè, mắt con trăng gấm đó thì nó sẽ có một đường vậy thôi. Mắt con trăng trăng đất á thì nó sẽ có hai đường kéo xuống nè. Bạn thấy rõ ràng không? Để chỉ mắt nè. Còn cái con mắt con trăng đất á thì nó sẽ có hai đường kéo xuống, còn mắt con trăng gấm á thì nó chỉ có một đường kéo xuống thôi. Tại vì là mắt con trăng gấm đó là nó chỉ có một đường nè. Một đường kéo xuống, còn mắt trăng đất á thì nó sẽ có hai đường. Nó hai đường mà nó kéo xuống. Mắt là mắt hai đường nè, còn trăng gấm á thì mắt một đường thôi. Rồi, giờ sẽ phân biệt tiếp là con nơ chính là mũi. Nếu là con nơ chính là mũi. Hay con nưa, hay con nưa. Cái con nưa là nó có 9 cái lỗ mũi. Bình thường con nưa nó sẽ rất là giống trăng gấm luôn. Bình thường là con nưa nó rất là giống trăng gấm, mà con nưa nó không phải là trăng gấm. Đúng nha. Còn cái con nưa nè, cái bông bông nó rất là đều luôn, nhưng mà nó bông nó sẽ tròn hơn. Còn cái con nưa thì cái bông nó sẽ tròn hơn vậy. Còn con trăng gấm á thì nó sẽ dài bông. Còn trăng gấm á thì nó sẽ dài bông vậy. Còn con nưa thì nó sẽ tròn bông hơn. Con nưa các bạn mà xem có lần con nưa thì nó sẽ tròn bông hơn. Còn con trăng gấm á thì nó sẽ có dài bông. Nưa là nó tròn bông mà. Các bạn giờ thấy cái con nưa mà lưng bông tròn tròn á là bạn giờ thấy không phải là con trăng gấm. Con xem nè. Cái con nưa là nó có những cái răng dài mà nó cắn cái là chết luôn nha. Cái con nưa nè, nó sẽ có mấy cái răng dài vậy. Con nưa nó sẽ cắn chết luôn. Còn cái con này, này con nưa chính là mũi. Con nưa là nó cũng có cái đường kéo xuống cũng y chang trăng gấm mà. Nưa cũng có cái đường trên nữa. Con nưa là nó có 9 lỗ mũi. Con nưa là nó có 9 lỗ mũi. Này có 9 lỗ luôn. Con nưa là nó có răng dài và cắn chết người. Còn cái con nưa thì nó sẽ có răng dài và cắn chích người. Còn con trăng gấm á thì nó sẽ có răng dài thôi. Mà trăng gấm á cũng có răng dài, mà trăng gấm á thì nó không có cắn được người ta, mà trăng gấm á thì nó nuốt người ta luôn. Cái con nưa đây lại sao cái tiếp theo là trăng gấm. Còn cái con trăng gấm á là nó rất là nhanh lớn. Còn con trăng gấm á rất là nhanh lớn, còn con nưa thì nó lại rất là chậm lớn. Xem. Còn cái con nưa có 9 lỗ mũi thì con nưa 9 mũi nó lại rất là chậm lớn luôn.
còn con nưa nó chậm lớn hơn con chăn gấm, chăn gấm nó nhanh lớn hơn. Khi mà cái con nưa à, nó rất là chậm lớn luôn, còn con chăn gấm á, thì nó lại nhanh lớn hơn hơn chút nữa. Bình thường là họ có nuôi chăn gấm rồi mà con chăn gấm á, nó rất là lớn nhanh, mà con chăn gấm á, thì nó rất là lớn nhanh, còn con nưa thì nó lại rất là chậm lớn. Nó xem mà cái con nưa nó rất là chậm lớn luôn, mà con nưa nó cũng có ăn mồi được, mà con nưa nó có ăn mồi, nó ăn nguyên mồi, mà con nưa nó hơi chậm lớn chút thôi. Này, các bạn xem nè, cái con nưa cũng có ăn mồi được mà con nưa nó chậm lớn. Xem mà cái loại nưa thì cái con nưa thì cái da nó sẽ có màu nâu, con nưa thì cái da nó màu nâu, còn con chăn gấm á, thì cái da nó sẽ có màu cam vàng, còn con chăn gấm á, thì cái da nó sẽ có màu cam vàng. Con nưa cái da nó màu nâu, nưa là cái da nó màu nâu nè. Con nưa là nó cũng có ăn mồi mà con nưa nó chậm lớn hơn. Chăn gấm á là nó ăn nhiều mà chăn gấm nó nhanh lớn. Bạn sẽ thấy rõ ràng chưa? Còn cái con chăn gấm á thì nó rất là nhanh nhanh lớn luôn, còn con nưa thì nó lại hơi chậm lớn chút thôi. Nưa hơi chậm lớn. Vậy phải là con chăn đất, chăn gấm cái kết nối bò. Còn con chăn gấm á thì nó lại bò rất nhanh, còn con chăn gấm á thì nó lại bò rất nhanh, còn con chăn đất á thì nó lại bò chậm. Bạn xem à, cái con chăn đất á thì nó lại bò chậm, còn chăn gấm á thì nó sẽ bò rất nhanh. Bạn xem nha, cái con chăn gấm đó nó bò rất là nhanh luôn, còn con chăn gấm đất nè nó bò rất là chậm. Bạn cho bạn nghĩ nha, cái con chăn đất á thì nó bò rất là chậm luôn. Các bạn xem à, chăn đất á thì bò hơi chăn đất nó bò chậm hơn, còn con chăn gấm á thì nó lại bò nhanh. Thấy rõ ràng chưa? Thường người ta có quay clip đó rồi, cái con chăn gấm nó lại bò rất nhanh, còn con chăn đất á thì nó lại bò rất chậm luôn. Xem mà, các bạn xem hai hai con khác khác biệt nhau nha. Còn con chăn gấm nó bò nhanh hơn, chăn gấm nó bò nhanh hơn, còn con chăn đất á nó sẽ bò chậm hơn. Chăn đất là loài nó chỉ mà chậm chậm chứ không, chăn gấm nó mới nhanh. Để tiếp theo là con hổ bướm. Đây là con rắn hổ bướm. Con rắn hổ bướm là nó có cái hổ bướm là nó có mấy cái đường bông, mà cái hổ bướm nó sẽ có cái đường bông dài vậy. Con hổ bướm là nó có đường bông nè. Con rắn hổ bướm là nó có đường bông, mà rắn hổ bướm nó rất là giống chăn đất luôn. Còn chăn đất thì cái bông nó vuông hơn. Còn hổ bướm là cái con hổ bướm là cái bông nó tròn bông. Còn thường là con rắn hổ bướm là bông nó hình oval, còn con chăn đất á thì bông nó hình vuông. Xem mà cái con chăn đất á bông hình vuông, còn con rắn hổ bướm là bông nó hình oval. Xem mà con rắn hổ bướm à, bông nó hình oval. Còn cái đuôi của con hổ bướm mà nó có một cái đường rất là dài luôn. Đuôi của con hổ bướm nó có đường bông rất là dài luôn. Là cái con hổ bướm. Hổ mình. Con hổ bướm là cái bông hình oval oval nha, còn con chăn đất á thì cái bông nó hình vuông vậy. Còn chăn đất á bông nó đều hơn, còn hổ bướm là bông nó cũng hơi đều chút thôi. Còn hổ bướm là cái đuôi á nó cũng sẽ có đường dài, bông dài. Bình thường là rắn hổ bướm là nó sẽ có hai màu. Bình thường là con rắn hổ bướm là nó sẽ có hai màu. Cái con hổ bướm là nó có màu xám, là nó có màu nâu luôn. Bình thường là rắn hổ bướm nó chỉ có hai màu thôi. Bình thường là rắn hổ bướm là nó có màu nâu và nó có màu xám nữa. Hai con rất là khác, hổ bướm rất là khác nhau luôn. Còn con xám là nó không có đều bông. Còn cái con nâu thì nó sẽ đều bông hơn. Xem mà cái con hổ bướm nâu có đều bông hơn, còn con hổ bướm xám thì nó không có đều bông. Không đều bông. Con rắn hổ bướm là nó sẽ có hai cái chân nọc, mà nó không có mấy chiếc chân nhỏ cho trong đây y chang chân. Còn chân thì nó có lại mấy chiếc chân nhỏ. Còn chân hổ bướm thì rắn hổ bướm thì nó có hai chiếc dài mà nó bự. Rắn hổ bướm là nó rất là giống chân đất luôn. Còn con rắn hổ bướm nó rất là giống chân đất luôn. Còn cái con chân đất thì nó bò chậm hơn, còn rắn hổ bướm thì nó bò không nhanh cho lắm, còn rắn hổ bướm thì nó bò hơi chậm chút thôi. Mà rắn hổ bướm là rắn nổi tiếng mà chậm chạp nhất, còn con chăn gấm thì nó lại bò rất nhanh. Con chăn gấm nó bò rất là nhanh luôn, còn con hổ bướm này nó nổi tiếng vẫn chậm chạp.
cái con nó có bướm là nó nhỏ hơn, con bướm nó mình nó nhỏ hơn, còn con chăn chăn đất nó bự hơn. Những con bướm này nó chỉ có hai lỗ mũi thôi, chăn gắn con bướm là nó chỉ có hai cái lỗ mũi thôi, còn con chăn đất thì nó có hai lỗ bự là và bốn lỗ nhỏ. Chăn đất nó sẽ có hai lỗ bự và bốn lỗ nhỏ nè. Đây là con hổ bướm mà không, hổ bướm với con nưa nó gắn hổ bướm lại là con nưa nó còn khác nhau luôn. Còn bình thường là cái con nưa con nưa thì màu nó khô hơn, còn hổ bướm thì màu nó sáng sáng hơn. Theo mình con hổ bướm nó màu nó sáng hơn, còn con nưa thì màu nó tối hơn. Để chứ chứ là cái phần ăn ngồi của con chăn chăn. Còn cái con chăn gấm đó là nó ăn mồi, nó ăn mồi, chăn gấm là nó ăn nhiều hơn, còn con chăn gấm nó ăn mồi nhiều hơn, còn cái con chăn đất thì nó ăn mồi ít hơn. Khi mà người ta có nuôi con chăn đất tự nhiên đó, thì ta cho chăn đất nó ăn mồi, mà con chăn đất thì nó không chịu ăn luôn. Còn chăn gấm là ta nuôi thì chăn gấm nó mới chịu ăn. Xem nha, con chăn gấm nó mới nên ta thả mồi vô thì chăn gấm nó mới chịu ăn, còn con chăn đất thì nó không chịu ăn mồi. Thì ta có nuôi con chăn đất có rồi, bằng chăn đất nó không chịu ăn mồi là gì vậy? Chăn đất nó, nhưng mà thời gian năm năm sau thì chăn đất nó mới chịu ăn, là cho ăn rồi thì nó không có chịu ăn nữa. Thì chăn đất rồi nó không chịu ăn nhiều nha, còn chăn gấm nó mới ăn nhiều hơn. Bạn xem nè, cái con chăn gấm á nó sẽ ăn nhiều hơn, còn con chăn đất á thì nó không có ăn nhiều mà nó ít ăn. Còn con chăn gấm chăn đất á thì nó lại ít ăn, còn con chăn gấm nó thì nó ăn nhiều. Bạn xem nè, con chăn gấm nè nó ăn rất là nhiều luôn, còn con chăn đất á thì nó ăn ít hơn. Xem nè, con chăn đất ăn ít, còn chăn gấm nó ăn nhiều. Thường là con chăn gấm là nó có cũng nha có lớn thôi. Còn chăn chăn đất á thì nó kén ăn thôi, mà chăn đất cũng có nhanh lớn, chăn đất á thì nó lại rất là kén ăn luôn, mà chăn đất nó cũng có là nhanh lớn như hơn vậy. Thì này nghe, còn con nưa thì nó lại rất là chậm lớn. Xem nha, xem mà cái con nưa nha các bạn, cái con nưa thì nó lại rất là chậm lớn. Xem nha, con nưa thì nó chậm lớn, con nưa nó cũng có ăn mồi thôi, con nưa nó cũng có ăn mồi, con nưa nó chậm lớn hơn. Còn con chăn gấm thì nó là nhanh lớn. Còn xem nè, con chăn gấm nó sẽ nhanh lớn hơn, còn con nưa nó rất là chậm lớn luôn. Con nưa à, nó có 9 đầu mũi, mình thở ra có hơi độc nên là chết luôn. Con nưa thì nó ăn mồi mà nó chậm lớn, còn chăn gấm nó thì nó ăn mồi lắm nha. Đầu tiên có mắt chăn gấm mắt nưa nha. Còn còn chăn nhưng à, con chăn chăn gấm á thì con mắt nó sẽ có màu cam, con chăn gấm á thì con mắt nó màu cam. Còn cái con nưa tiếp theo, con nưa nè, con mắt nó sẽ màu hồng. Mà xem nha, cái con nưa thì con mắt nó sẽ màu hồng, còn chăn gấm á thì con mắt nó màu cam, chăn gấm á mắt nó cam hơn. Ta xem à, cái con nưa thì con mắt nó sẽ có màu hồng nè, bạn xem thấy rõ ràng chưa? Cái con nưa thì con mắt nó màu hồng, còn con chăn gấm đó thì con mắt nó màu cam. Bữa trước là đệ có đi xuống chợ đụng ký thì đệ có coi cái con nưa chứ mũi ngoài đời rồi, mà con nưa nó cũng có lớn nhanh thôi, mà con nưa nó chậm lớn. Ông có gì xí cái con nưa, ông để con nưa ngoài nắng rồi, mà con nưa nó cũng không có bò được, mà nó cứ nằm yên trong chõng ngoài luôn. Thường là bữa trước là năm 2019 là để có xuống chợ coi con nưa rồi, mà con nưa thì nó con cũng có con to vậy, mà con nưa nó rất là giống chăn gấm luôn. Mà út để nó là con chăn gấm, nên bữa trước là để có xuống chợ để có coi con nưa rồi, mà con nưa giống chăn gấm, mà út của đệ thì nó lại nói là con chăn gấm này. Mà đệ về nhà thì đệ không biết, mà đệ hỏi hỏi mẹ của đệ, mà mẹ đệ nói là con nưa. Nhưng mà để mới biết được là con nưa. Là con nưa mà út để thì nó là chăn gấm. Cái con nưa thì con mắt nó sẽ có màu hồng. Mà xem nha, cái con nưa thì con mắt nó màu hồng, còn chăn gấm á mắt nó cam hơn. Nưa là mắt nó hồng hơn.
Thôi giờ rồi thì để đã kết thúc này. Hẹn gặp lại các bạn.